Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả của chúng ta cùng đến với sân bóng đá Miên Khoa Sport. Và buổi chiều ngày hôm nay để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là anh em Trọng Nguyễn và Cherry Trọng Nhân. Chúng ta chỉ còn đợi tiếng còi bắt đầu của chúng ta nữa mà thôi. Như vậy hiệp 1 của trận giao hữu kinh điển này cũng đã được bắt đầu. Câu lạc bộ anh em Trọng Nguyễn sẽ ra sân với bộ trang phục quân xanh áo vàng tất xanh, vô sẽ bảo vệ phần sân phía tay phải mái nhỏ của tất cả chúng ta. Đoàn quân của bầu Trọng Nguyễn ít khi phải thăm dò đối phương. Đây là cầu thủ quần áo số 14, đó là anh Quốc. Đường chuyền ngược trái ra dành cho bầu Nhân. Chủ tịch của câu lạc bộ Cherry Trọng Nhân đưa chuyền vào phía trong không qua đội hàng Boma dứt điểm. Đó chân trái vừa rồi là của Minh Thảo. Phát bóng lên dành cho thủ môn Thứ Mẫu. Theo như danh sách bên phía câu lạc bộ Cherry Trọng Nhân thì tôi nghĩ là huấn luyện viên trưởng của đội bóng đỏ đó chính là Quốc Thuận, được vinh dự đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ anh em Trọng Nguyễn. Tình huống xử lý của Thành Phú, dứt điểm không vào. Cú ra chân đầy bất ngờ của Thành Phú về phía khung thành của thủ môn Thứ Mẫu. Và trắng bóng của Trung Thành. Đường chuyền vào khu vực trung lộ dành cho Sơn Iniesta. Một cú mở bóng rất tốt của Sơn Iniesta. Trung Thành đưa bóng vào phía trong quá cao rồi. Đưa chuyền lên, giật William căng áp. Bóng đi ngay vào vị trí đứng của thủ môn Thứ Mẫu, Samutric. Của nhà bóng lại của Samutric. Phá đường bóng của Sơn Iniesta dành cho Thành Trung. Quả tạt bóng đến đâu, bóng hướng vào vị trí đứng của anh Ba Báu. Trong tay của huấn luyện viên Trọng Nguyễn có tương đối nhiều những phương án xoay tua ở vị trí tiền đạo. Tình huống áp sát của Minh Thảo đã cướp được bóng trong chân của Matrix. Đăng Khoa, đường chuyền của Đăng Khoa không có lỗi biệt vị của Thành Trung. Tốc độ của Thành Trung phía trong đang có anh Ba Báu. Thành Trung ơi, không vào. Một tình huống tổ chức phản công sắc lẹp của anh em Trọng Nguyễn nhưng vẫn chưa có sự chính xác. Hai sỏi áp sát, vị Luxury gây áp lực để đoạt lại được quả bóng được. Sơn Iniesta phá phối hợp, phá phối hợp không thành công giữa vị Luxury và Ba Báu. Coi không vào. Sao một rick thêm một cú đá nữa vẫn không vào. Một tình huống bất cần đầy mất bóng của cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Cherry Trọng Nhân. Cánh Thái Tử đã cướp được bóng và tung ra cú đá nhưng không thắng được thủ môn đội bạn. Hiện tại thì trên sân bóng đá Miên Khoa Sport, những hạt mưa vẫn đang rơi li ti. Chúng tôi chỉ hy vọng là cơn mưa chỉ dừng lại những hạt nhỏ như thế này thôi. Một pha chọc kè ra đó, tỷ số là 1-0. Một pha tổ chức tấn công vỗ mặc và đã mang lại bàn thắng dành cho câu lạc bộ Cherry Trọng Nhân. Ngay cả bản thân của huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ anh em Trọng Nguyễn, đó là huấn luyện viên Trọng Nguyễn, trước khi đó thì với việc đã có bàn thắng mở tỷ số, nó sẽ giúp cho câu lạc bộ Cherry Trọng Nhân họ thi đấu dễ dàng hơn một đôi chút. Cú bóng hướng sang vị trí của Hoàng Tú. Hoàng Tú và Hải Sói. Hải Sói đã chiến thắng trong viện khiến cho Hoàng Tú không thể tiếp tục tổ chức pha lên bóng của mình. Hy vọng là với viện gió đã nổi lên ở trên sân bóng đá Minh Khoa thì sớm thôi, anh mày tối màu này sẽ qua đi. Không vào. Có được cú đá trúng đích trong tư thế đối mặt nhưng đáng tiếc là anh đã không thắng được thủ môn đội bạn. Bảo Nhân, một pha mở bóng rất tốt của Bảo Nhân. Lợi thế dành cho câu lạc bộ Trọng Nhân Cherry. Không vào.
bên phía Jory Trọng Nhân đang gây sức ép toàn diện. Mở bóng khai. Bầu Nhân tạt bóng. Dứt điểm. Coi. Không có lỗi vì bị tỷ số lỗi không. Bất ngờ, nối tiếp bất ngờ. Bàn thắng có vẻ như là của cầu thủ mặc áo số 14, đó là anh Quốc. Là những người đã ghi bàn thắng cho câu lạc bộ Jory Trọng Nhân ở trong khoảng thời gian thi đấu vừa rồi. Hãy không cho đại diện đến từ bờ Tây. Trung thành đều đã có những cơ hội ăn bàn rất rõ rệt. Samutric. V Luxury. Coi coi dây cho anh em Trọng Nhân có bao. Rất đáng tiếc dành cho Anthony. Đó, chân trái. Và xoay sở của cầu thủ mặc áo số 9 Thạnh Phú, người đã ghi bàn thắng được tỷ số lên 2-0. Anthony bỏ bóng rồi. Trung thành. Trung thành cầm bóng. Phó bóng vào không kịp của có vẻ như là của Samutric. Trong khi đó thì đoàn quân đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh không muốn điều này. Samutric bắn bật đi. Không thành công. Trọng tài xác nhận đó là lỗi của Giang Ramos. Chúng ta đợi xem là các cầu thủ bên phía anh em Trọng Nguyễn họ sẽ làm gì với tình huống đá cố định này đây. Tình huống dứt điểm đó. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Một quả đá thẳng của cầu thủ số 17 Trung Thành. Một quả đá rất quyết đoán của Trung Thành. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Bóng vẫn đang thuộc về các cầu thủ bên phía Jewelry Trọng Nhân. Tiếp tục lại là những cơ hội tấn công dành cho đội bóng đỏ. Đội bóng vào phía trong rất nguy hiểm. Tỷ số đã nâng lên 3-1 dành cho đội bóng đỏ. Bàn thắng thứ 3 của đại diện bờ Tây, câu lạc bộ Jewelry Trọng Nhân. Bàn thắng của cầu thủ mặc áo số 23 đó là Bá Lộc. Chúng tôi vừa rồi đã phải xem lại bằng ghi hình để xác định rằng Thạnh Phú có chạm chân vào bóng chưa. Em bóng mà chuyền bóng lên phía trên dành cho Trung Thành. Samutric. Tiếp tục là những tình huống dọn bóng lên khu vực trung lộ. Samutric. Tốc độ của Samutric như vậy đã có lỗi rồi. Tôi nghĩ là quả bóng này sẽ tiếp tục do số 17 thực hiện. Tuyệt vời. Bắt phát bách trúng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Cú đúp của Trung Thành. Hai Trường Hiếp. Và đó là Trường Hiếp. Định ngồi đưa bóng ra Tony. Nỗ lực chạy căng mặc dứt điểm không thành công của Tony. Trong cái đó thì bên phía câu lạc bộ Chelsea Trọng Nhân thì vẫn đang duy trì được sự bình tĩnh. Mboma có lỗi rồi. Trung Thành. Và nhà bóng lại hợp lý của Trung Thành dành cho Cường Caric. Hơi khó cho Văn Ngân. Sơn Iniesta. Trung Thành. Và đó là Trung Thành. Trung Thành. Trái. Không vào.
Văn Ngân. Pha chọc khe của Văn Ngân hướng đến vị trí của Trung Thành. Hiệu vừa đưa chuyền bóng về, coi nguy hiểm quá, tỷ số là 3-0. Hat-trick của Trung Thành và phối hợp không hiểu ý nhau giữa hậu vệ cánh trái Hiếu Phước và thủ môn của câu lạc bộ Jamboree trong nhận tỷ số là 3-0. Đại diện của miền Đông, câu lạc bộ anh em Trọng Nguyễn đã thành công trong việc kéo trận đấu quay trở lại về xuất phát. Hat-trick của Trung Thành. Trận đấu chúng ta đã về thế quân bình rồi. Hấp dẫn đây. Những phương án điều chỉnh nhân sự ở phía trong sân. Và đã phạt góc đưa bóng hướng về cầu xa. Anthony. Trung Thành. Đội truyền của Trung Thành. Cường Gary cảm sát. Cú đá của Son Iniesta. Thủ thắng vừa mới được tung vào sân. Và cảm giác bóng của anh sẽ là điều rất quan trọng khi anh đang thi đấu ở một hành lang mà câu lạc bộ anh em Trọng Nguyễn đang tấn công theo hướng chủ động. Son Iniesta. Chạm bóng tốt đến vị trí của Anthony. Anthony. Cú vào. Có vẻ như huấn luyện viên Trọng Nguyễn sắp sửa trả anh trở lại với Manchester United rồi. Trận đấu chúng ta đang có thế cân bằng trở lại. Đưa chuyền Cường Garrick. Cường Garrick cú đá không chính xác của cầu thủ mặc áo số 19. Không được. Cầu thủ anh em Trọng Nguyễn đang dồn đội hình lên. Họ muốn có bàn thắng vươn lên dẫn trước đầu tiên ở trong trận đấu này. Quả chạm bóng vào phía trong, cái tên từ đây đâu? Không phải đó là tình huống nhà bóng lại vì Lucas Moura. Dứt điểm. Và tỷ số được nâng lên 4-3. Bàn thắng được ghi do công của số 11 Văn Ngân. Lần đầu tiên ở trong trận đấu này, đại diện của Bờ Đông, câu lạc bộ anh em Trọng Nguyễn vươn lên dẫn trước đối thủ của mình. 4-3 dành cho anh em Trọng Nguyễn, dành cho đại diện của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đợi xem. Trung Thành. Trung Thành. Không vào. Không có bất cơ bàn thắng dành cho số 17. Hai cú đá phạt bách phát bách trúng của Trung Thành ở trong hiệp 1 là một trong những nguyên nhân. Và tỷ lệ lưng tốt của Trung Thành vẫn đang là Trung Thành. Tình huống sang Ramos theo kèm số 17. Dứt điểm. Không vào. Anh Quốc. Được chuyển hướng đến vị trí của Ngọc Phương. Tốc độ của Bá Lộc. Ngọc Phương. Và là Ngọc Phương kịp không? Ngọc Phương ơi. Tuyệt vời thư báo. Giờ Bari Trọng Nhân đang rất cố gắng để gây sức ép. Lợi thế đưa bóng vào. Nguy hiểm quá. Văn Quyết chạm bóng vào phía trong, nguy hiểm quá. Bóng được giải vây ra. Kéo câu lạc bộ Trọng Nguyễn quay trở lại với tất cả chúng ta sau một quãng thời gian mà đội bóng đỏ câu lạc bộ Chelsea chấp nhận nhập cuộc tốt hơn. Hết giờ. Một cuộc lôi ngựa dòng hoàn hảo dành cho đại diện của thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa các bạn, trận đấu giao hữu siêu kinh điển giữa câu lạc bộ anh em Trọng Nguyễn và câu lạc bộ Chelsea Trọng Nhân đã khép lại với chiến thắng 4-3 dành cho câu lạc bộ anh em Trọng Nguyễn. Một trong những trận đấu hay và hấp dẫn xứng đáng đặt rating 5 sao của tất cả chúng ta.